À, các bạn biết là để lấy mỡ từ cơ thể chúng ta ra thì chúng ta có cái phương pháp hút mỡ truyền thống. Thì cái phương pháp này đã được tiến hành rất là lâu rồi, có lịch sử hơn 100 năm rồi. Với cái khoa học tiến bộ hiện nay thì các bác sĩ không có hút mỡ truyền thống đơn thuần nữa, mà chúng ta áp dụng nhiều cái công nghệ khoa học vào. Ví dụ như chúng ta dùng cái tia nước để chúng ta phân tách mỡ, chúng ta dùng cái laser để chúng ta đốt cháy mỡ, và chúng ta dùng cái ultrasound là cái sóng siêu hội tụ để chúng ta hóa lỏng mỡ, phân tách mỡ. Thì cái ưu điểm của ultrasound là nó không sinh nhiệt trong quá trình phân tách mỡ, cho nên là hậu phẫu thì nó không đau, không rát, không cháy bỏng và không bị phỏng da. Hơn nữa là cái rung động của cái sóng siêu hội tụ ấy, nó rất là nhẹ nhàng và nó thích hợp tới một cái mục đích xung quanh nhất định, cho nên nó không ảnh hưởng nhiều đến thần kinh mạch máu xung quanh. Chính vì vậy mà cái công nghệ dùng cái sóng siêu hội tụ hiện nay để mà phân tách mỡ, để hóa lỏng mỡ là một cái công nghệ an toàn, ít xâm lấn và nó hiệu quả nhất trong những cái phương pháp còn lại. Và chính vì lý do đó mà được các bác sĩ giảm mỡ cực kỳ khuyên cái bệnh nhân chúng ta nên dùng cái công nghệ này. Và tại Gan Guang thì chúng tôi dùng cái phương pháp này trên rất nhiều bệnh nhân và đem lại cái hiệu quả cũng như là cái cải thiện rất là tốt cho khách hàng của mình.